Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 126. Khi Đức Giê-hô-va dẫn các phu tù của Si-ôn về, thì chúng tôi khác nào kẻ nằm chiêm bao. Bây giờ miệng chúng tôi đầy sự vui cười, lưỡi chúng tôi hát những bài mừng rỡ. Trong các dân ngoại người ta nói rằng, Đức Giê-hô-va đã làm cho họ những việc lớn. Đức Giê-hô-va đã làm cho chúng tôi những việc lớn, nhân đó chúng tôi vui mừng. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy dẫn phu tù chúng tôi về, như các suối miền Nam chảy nước lại. Kẻ nào gieo giống mà giọt lệ sẽ gặt hái cách vui mừng. Người nào vừa đi vừa khóc đem giống ra rải, ắt sẽ trở về cách vui mừng, mang bó lúa mình. Chương 2. Luận về sự đến của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta và về sự chúng ta hội hiệp cùng Ngài. Thì hỡi anh em, xin chớ vội bối rối và kinh hoảng, hoặc bởi thần cảm giả mạo, hoặc bởi lời nói, hay là bởi bức thơ nào tựa như chúng tôi đã gửi mà nói rằng ngày Chúa gần đến. Mặc ai dùng cách nào cũng đừng để họ lừa dối mình, vì phải có sự bỏ đạo đến trước, và có người tội ác, con của sự hư mất hiện ra, tức là kẻ đối địch, tôn mình lên trên mọi sự mà người ta xưng là Đức Chúa Trời hoặc người ta thờ lại, rất đổi ngồi trong đền Đức Chúa Trời, chính mình tự xưng là Đức Chúa Trời. Anh em há không nhớ khi tôi còn ở với anh em thì đã nói về những sự đó sao? Hiện nay anh em biết rõ điều làm ngăn trở nó, hầu cho nó chỉ hiện ra đúng kỳ nó thôi. Vì đã có sự mầu nhiệm của điều bội nghịch đương hành động rồi, song đấng còn ngăn trở cần phải cất đi. Bây giờ kẻ nghịch cùng luật pháp kia sẽ hiện ra, Đức Chúa Giê-xu sẽ dùng hơi miệng Ngài mà hủy diệt nó và trừ bỏ nó bởi sự chói sáng của sự Ngài đến. Kẻ đó sẽ lấy quyền của quỷ Sa-tan mà hiện đến, làm đủ mọi thứ phép lạ, dấu dị và việc kỳ dối giả, dùng mọi cách phỉnh dỗ không công bình mà dỗ những kẻ hư mất, vì chúng nó đã không nhận lãnh sự yêu thương của lẽ thật để được cứu rỗi. Ấy vì thế mà Đức Chúa Trời cho chúng nó mắc phải sự lầm lạc, là sự khiến chúng nó tin điều dối giả, hầu cho hết thảy những người không tin lẽ thật, song chuộng sự không công bình, đều bị phục dưới sự phán xét của Ngài. Hỡi anh em yêu dấu của Chúa, còn như chúng tôi, phải vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi, vì vừa lúc ban đầu, Ngài đã chọn anh em bởi sự nên thánh của Thánh Linh và bởi tin lẽ thật, đặng ban sự cứu rỗi cho anh em. Ấy cũng là vì đó mà Ngài đã dùng tin lành chúng tôi gọi anh em, đặng anh em hưởng được sự vinh hiển của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Hỡi anh em, vậy thì hãy đứng vững, hãy vâng giữ những điều dạy dỗ mà chúng tôi đã truyền cho anh em, hoặc bằng lời nói, hoặc bằng thơ từ của chúng tôi. Nguyện xin chính Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta và Đức Chúa Trời Cha chúng ta, là đấng đã yêu thương anh em và đã lấy ân điển Ngài mà ban cho chúng ta sự yên ủi đời đời và sự trông cậy tốt lành, hãy yên ủi lòng anh em, khiến anh em được bền vững trong mọi việc lành cùng mọi lời nói lành. Chương 3. Joram, con trai Ahab, lấy ngôi làm vua Israel tại Samari, năm thứ 18 đời vua Josaphat vua Juda, và cai trị 12 năm. Người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, song không giống như cha và mẹ người, bởi vì người có trừ bỏ tượng thần Ba Anh mà cha người đã dựng lên. Dầu vậy, người cũng ham theo tội lỗi của Jeroboam con trai Nebat, tức là tội đã gây cho Israel can phạm. Người chẳng hề chịu bỏ đi. Vả, Mesha, vua dân Moab, nuôi nhiều bầy chiên. Hằng năm, người tiến cống cho vua Israel 100.000 chiên con và 100.000 chiên đực chưa hớt lông. Nhưng xảy ra khi Ahab băng hà, vua Moab giấy nghịch cùng vua Israel. Bây giờ vua Joram đi ra khỏi Samari kiểm điểm cả Israel.
người sai báo với Giô-sa-phát vua Giu-đa rằng: dân Mô-áp đã phản nghịch cùng tôi. Vua có muốn đến cùng tôi giao chiến với Mô-áp chăng? Giô-sa-phát đáp rằng: tôi sẽ đi, tôi như ông, dân sự tôi như dân sự ông, ngựa tôi như ngựa của ông. Người lại tiếp: chúng ta sẽ đi lên đường nào? Giô-ram đáp: bởi con đường của đồng vắng Ê-đôm. Ấy vậy, vua Israel, vua Giu-đa và vua Ê-đôm đồng kéo ra đi vòng 7 ngày đường. Đoạn họ không có nước cho đạo binh và súc vật theo. Vua Israel bèn nói rằng: than ôi, Đức Giê-hô-va đã gọi ba vua này đến đặng nộp vào tay Mô-áp. Nhưng Giô-sa-phát hỏi: ở đây há chẳng có tiên tri nào của Đức Giê-hô-va để chúng ta nhờ người mà cầu vấn Đức Giê-hô-va chăng? Một đầy tớ của vua Israel thưa rằng: ở đây có Ê-li-sê con trai của Sa-phát, là kẻ đã hầu việc Ê-li. Giô-sa-phát tiếp: lời phán của Đức Giê-hô-va vốn ở nơi người. Vậy vua Israel, Giô-sa-phát và vua Ê-đôm bèn đi đến người. Ê-li-sê nói với vua Israel rằng: vua và tôi có can hệ gì chăng? Khá đi cầu vấn các tiên tri của cha và mẹ vua. Vua Israel đáp rằng: chẳng vậy đâu, vì Đức Giê-hô-va đã gọi ba vua này đến đặng nộp vào tay Mô-áp. Ê-li-sê bèn nói: Đức Giê-hô-va vạn quân hằng sống, tôi đứng trước mặt Ngài mà thề rằng: nếu tôi không kính nể Giô-sa-phát vua Giu-đa thì tôi chẳng xem vua ra sao và cũng không thấy đến nữa. Nhưng bây giờ hãy đem đến cho tôi một người khải đờn. Trong lúc người ấy khải đờn thì tay của Đức Giê-hô-va ở trên Ê-li-sê. Người nói: Đức Giê-hô-va phán như vậy: hãy đào cho nhiều hầm hố khắp trong chủng này, vì Đức Giê-hô-va phán rằng: các ngươi sẽ không thấy gió cũng chẳng thấy mưa, thế mà chủng này sẽ đầy dẫy nước, và các ngươi, bầy chiên cùng súc vật của các ngươi đều sẽ uống nước được. Nhưng Đức Giê-hô-va coi sự này là nhỏ mọn quá, Ngài là sẽ phó luôn dân Mô-áp vào tay các ngươi. Các ngươi sẽ phá hủy hết thảy những thành kiên cố, những thành thị tứ, đốn những cây tốt, bít mọi suối nước, và lấy đá làm hư hại đồng ruộng màu mỡ. Vậy buổi sáng, nhằm giờ người ta dâng của lễ chay, thấy nước bởi đường Ê-đôm đến, và xứ bèn đầy những nước. Khi dân Mô-áp hay rằng các vua ấy đi lên đặng đánh mình, thì nhóm hết thảy những người có thể nai nịt binh khí được trở lên và đứng tại bờ cõi xứ. Ngày sau, dân Mô-áp trỗi dậy thật sớm. Khi mặt trời mọc soi trên nước, dân Mô-áp thấy trước mặt mình nước đỏ như máu thì la lên rằng: ấy là máu. Chắc ba vua ấy đã tranh chiến nhau, đánh giết lẫn nhau. Bây giờ hỡi dân Mô-áp, hãy đi cướp của. Vậy chúng đi đến trại quân Israel, nhưng dân Israel trỗi dậy hãm đánh dân Mô-áp. Chúng nó chạy trốn khỏi trước mặt dân Israel. Đoạn dân Israel loáng vào xứ hãm đánh Mô-áp. Họ phá hủy các thành, ai nấy lấy đá liện vào lấp các đồng ruộng màu mỡ, bít các nguồn nước và đốn những cây tốt. Tại Kiệt Ha-rê-sết chỉ còn lại những vách thành. Những quân ném đá cũng vây xông phá các vách đó nữa. Vua Mô-áp thấy mình không thể chống nổi, bèn đem theo mình 700 người cầm gươm toan xông đến nơi vua Ê-đôm, nhưng không thế nào được. Người bèn bắt thái tử là kẻ phải kế vị mình dâng làm của lễ thiêu tại trên vách thành. Bèn có cơn thạnh nộ nổi phừng cùng Israel, thì họ lìa khỏi vua Mô-áp và trở về xứ mình. Chương 4. Vả có vợ của một người môn đồ của các đấng tiên tri đến phàn nàn cùng Ê-li-sê mà rằng: kẻ tôi tớ ông là chồng tôi đã qua đời, và ông biết rằng kẻ tôi tớ ông kính sợ Đức Giê-hô-va. Vả chủ nợ người đến toan bắt hai đứa con tôi làm tôi mọi. Ê-li-sê nói với nàng rằng: ta phải làm gì cho ngươi? Hãy nói cho ta biết ngươi có vật gì ở nhà. Nàng thưa rằng: con đòi ông
chẳng có gì trong nhà hơn là một hũ dầu. Người bèn tiếp rằng, hãy đi ra ngoài mượn những bình không của các kẻ láng giềng ngươi, chớ mượn ít. Khi ngươi trở về, hãy vào nhà với các con ngươi, đóng cửa lại, rồi hãy đổ dầu vào các bình đó. Hễ bình nào đầy thì để nó riêng ra. Nàng liền đi khỏi người, vào nhà với các con trai mình đóng cửa lại. Các con trai nàng đem bình lại và nàng đổ dầu vào. Khi các bình đã đầy, nàng nói với con trai mình rằng, hãy đem cho ta một bình nữa. Nhưng nó thưa rằng, hết trơn bình rồi. Dầu bèn ngừng lại. Bây giờ nàng đem việc ấy thuật cho người của Đức Chúa Trời thì người nói rằng, hãy đem bán dầu mà trả nợ của ngươi. Đoạn, ngươi và các con trai ngươi sẽ lấy dầu còn lại mà nuôi mình. Một ngày kia, Elise đi ngang qua đất Shunem. Ở đó có một người đàn bà giàu cầm người ở lại ăn bữa. Từ ấy, mỗi khi người đi ngang qua đó thì vào nhà người đàn bà này mà dùng bữa. Người nói với chồng mình rằng, tôi biết rằng người năng đến nhà chúng ta đây là một người thánh của Đức Chúa Trời. Xin chúng ta hãy xây cất cho người một cái phòng cao, rồi để tại đó một cái giường, một cái bàn, một cái ghế và một cây đèn. Vậy khi người đến nhà ta thì sẽ ở lại đó. Một ngày kia, Elise đi đến Shunem trọ nơi phòng cao và ngủ tại đó. Người nói với Gehazi, tôi tớ mình rằng, hãy gọi người đàn bà Shunem đó đến. Gehazi gọi nàng, nàng ra đứng trước mặt người. Người nói với tôi tớ mình rằng, hãy nói cùng nàng rằng, kìa, ngươi đã lo liệu cho chúng ta mọi điều này, vậy chúng ta phải làm gì cho ngươi? Có phải ngươi muốn ta nói dùm cho ngươi với vua hay là với quan tổng binh chăng? Nàng thưa rằng, tôi vẫn ở giữa dân sự tôi. Elise lại tiếp, vậy chúng ta phải làm gì cho người? Gehazi đáp rằng, à này, người không có con trai và chồng người đã già rồi. Elise nói rằng, hãy gọi nàng. Gehazi gọi nàng, nàng đến đứng nơi cửa. Elise nói với người đàn bà rằng, năm tới trong lúc này ngươi sẽ ẵm một đứa con trai. Nàng thưa, hỡi Chúa tôi là người của Đức Chúa Trời, xin chớ nói dối cùng con đòi của Chúa. Người đàn bà ấy thọ thai và một năm sau, cũng trong lúc đó, sinh một đứa con trai y như lời Elise đã nói trước cho nàng. Xảy ra khi đứa trẻ lớn lên, một ngày kia nó đi đến cha nó nơi những người gặt lúa mà nói rằng, đầu tôi đau, đầu tôi đau. Người cha biểu kẻ tôi tớ đem nó về cho mẹ nó. Người tôi tớ đem nó về giao cho mẹ nó. Đứa trẻ ngồi trên đầu gối của mẹ cho đến trưa rồi chết. Nàng bèn đi lên để nó nằm trên giường người của Đức Chúa Trời rồi đi ra đóng cửa lại. Kế đó nàng kêu chồng mình mà nói rằng, tôi xin ông cắt cho tôi một đứa đầy tớ và một con lừa, để tôi chạy đến người của Đức Chúa Trời, đoạn tôi sẽ trở về. Chồng hỏi nàng rằng, ngày nay chẳng phải mùng một, cũng chẳng phải ngày sa bát, vậy nhân sao muốn đi đến cùng người? Nàng đáp, mọi điều bình an. Nàng biểu thắng lừa và nói với kẻ tôi tớ rằng, hãy đem ta đi mau mau, nếu ta biểu, ngươi mới ngừng lại. Vậy nàng đi đến cùng người của Đức Chúa Trời tại trên núi Cạc Mên. Người của Đức Chúa Trời thấy nàng đằng xa, bèn nói với Gehazi kẻ tôi tớ mình rằng, kìa người đàn bà Shunem, vậy hãy chạy đi đón nàng và hỏi nàng rằng, mọi việc đều bình an chăng? Chồng và con ngươi bình an chăng? Nàng đáp, bình an. Khi nàng đến gần người của Đức Chúa Trời tại trên núi thì ôm lấy chân người. Gehazi đến gần đặng xô nàng ra, nhưng người của Đức Chúa Trời nói cùng người rằng, hãy để mặc nàng, linh hồn nàng đắng cay. Đức Giê-hô-va có giấu ta điều đó không tỏ cho ta hay. Người đàn bà ấy bèn nói rằng, tôi há có cầu Chúa một đứa con trai sao? Tôi há chẳng có nói với Chúa rằng, xin chớ dối tôi. Elise nói cùng Gehazi rằng,
hãy thắt lưng ngươi, cầm gậy ta nơi tay và đi. Nếu ngươi gặp ai chớ chào họ, nếu ai chào ngươi chớ đáp lại. Ngươi sẽ đặt cây gậy ta trên mặt đứa trẻ. Người mẹ của đứa trẻ nói rằng: Tôi chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống và chỉ mạng sống của ông mà thề, tôi chẳng hề lìa khỏi ông. Elise bèn trỗi dậy và đi theo người. Gehazi đi trước hai người và đặt cây gậy trên mặt đứa trẻ, nhưng người chẳng nghe một tiếng nào, cũng chẳng thấy mòi gì sống. Người trở lại đón Elise và thưa cùng người rằng: Đứa trẻ không tỉnh lại. Khi Elise vào nhà, thấy đứa trẻ đã chết nằm sải trên giường. Elise vào trong phòng, đóng cửa lại, có đứa trẻ và mình ở trong, rồi cầu nguyện cùng Đức Giê-hô-va. Đoạn, người leo trên giường, nằm trên đứa trẻ, đặt miệng mình trên miệng nó, mắt mình trên mắt nó và tay mình trên tay nó. Người nằm ấp trên mình nó, xác đứa trẻ bèn ấm lại. Elise trở xuống, đi qua đi lại trong phòng, đoạn leo lên giường, nằm ấp trên mình đứa trẻ nữa. Rốt lại, nó nhảy mũi 7 lần và mở mắt ra. Elise liền gọi Gehazi mà biểu rằng: Hãy gọi người đàn bà Sunem. Gehazi gọi người. Khi nàng chạy đến, Elise nói với nàng rằng: Hãy ẵm lấy con ngươi. Nàng bèn lại gần, sấp mình xuống dưới chân người và lại, đoạn ẵm lấy con mình và đi ra. Elise trở về Gilgal, vả trong xứ có đói kém. Các môn đồ của những tiên tri đều ngồi trước mặt người. Người biểu kẻ tôi tớ mình rằng: Hãy bắt cái nồi lớn, nấu canh cho các môn đồ của những tiên tri. Một người trong bọn họ đi ra ngoài đồng đặng hái rau, thấy một dây rừng leo, bèn hái những dưa dại, bọc đầy vạt áo tơi mình. Khi người trở về, xắt ra từng miếng bỏ trong nồi nấu canh, chẳng biết nó là thứ gì. Người ta múc cho các người ăn, nhưng vừa khi họ nếm canh thì la lên rằng: Hỡi người của Đức Chúa Trời, sự chết ở trong nồi này, họ ăn canh ấy không đặn. Elise nói: Thế thì hãy đem bột lại. Người bỏ bột trong nồi và biểu rằng: Hãy múc cho các người ăn. Vậy trong canh chẳng còn độc gì nữa. Có một người ở Ba Anh Salisa đến, đem cho người của Đức Chúa Trời 20 ổ bánh lúa mạch và lúa còn dé để trong bị mình, làm của lễ đầu mùa gặt. Elise biểu kẻ tôi tớ mình rằng: Hãy đem phát cho các người ăn. Kẻ tôi tớ người thưa rằng: Chi, tôi phải phát đồ này cho 100 người sao? Nhưng Elise đáp: Hãy phát cho họ các bánh đó, hầu cho họ ăn đi, vì Đức Giê-hô-va có phán như vậy: Người ta sẽ ăn và còn dư lại. Ấy vậy, người đặt các bánh đó trước mặt họ, họ ăn và còn thừa lại, y như lời của Đức Giê-hô-va đã phán. Chương 5. Na-a-man, quan tổng binh của vua Syria, là một người có quyền trước mặt chủ mình được tôn trọng lắm, bởi vì Đức Giê-hô-va dùng người giải cứu dân Syri. Người này vốn mạnh mẽ và bạo dạn, song bị bệnh phung. Vả, có một vài toán dân Syri đi ra bắt một đứa gái nhỏ của xứ Israel làm phu tù để hầu hạ vợ Na-a-man. Một ngày kia, nó nói với bà chủ mình rằng: Ôi, chớ chi chúa tôi đi đến cùng ông tiên tri ở Samari, người sẽ giải cứu chúa tôi khỏi bệnh phung. Na-a-man đem các lời này thưa lại cho chúa mình mà rằng: Đứa gái nhỏ ở xứ Israel có nói thế này thế này. Vua Syria đáp: Hãy đi, ta sẽ gửi thơ cho vua Israel. Vậy Na-a-man đi, đem theo mình 10 ta lân bạc, 6.000 đồng vàng và 10 bộ áo. Người đem bức thơ dâng cho vua Israel, thơ rằng: Khi thơ này đạt đến vua, kìa, ta đã sai Na-a-man đầy tớ ta đến cùng vua. Vua tiếp được bức thơ này, ấy để vua giải cứu bệnh phung cho người. Khi vua Israel đọc thơ rồi, liền xé quần áo mình và nói rằng: Ông ấy sai người đến cùng ta để ta chữa khỏi bệnh phung cho họ.
ta há phải là Đức Chúa Trời có quyền làm sống làm chết sao? Khá nên biết và xem thấy rằng người tìm dịp để nghịch cùng ta. Khi Elishe, người của Đức Chúa Trời, hay rằng vua Israel có xé quần áo mình, thì sai nói với người rằng: cớ sao vua xé quần áo mình? Na-aman hãy đến tôi, ắt người sẽ biết rằng trong Israel có tiên tri. Vậy Na-aman đến với ngựa và xe, dừng tại cửa nhà Elishe. Elishe sai một sứ giả nói với người rằng: hãy đi tắm mình 7 lần dưới sông Giô-đanh, thịt ngươi tất sẽ trở nên lành và ngươi sẽ được sạch. Nhưng Na-aman nổi giận, vừa đi vừa nói rằng: ta nghĩ rằng chính mình người sẽ đi ra đón ta, đứng gần đó mà cầu khẩn danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời của người, lấy tay đưa qua đưa lại trên chỗ bệnh và chữa lành kẻ phung. Abana và Bạc Ba, hai sông ở Đa-mách, há chẳng tốt hơn các nước trong Israel sao? Ta há chẳng tắm đó cho được sạch hay sao? Vậy người trở đi và giận dữ. Những tôi tớ đến gần người mà thưa rằng: cha ơi, nếu tiên tri có truyền cho cha một việc khó, cha há chẳng làm sao? Phương chi rài người bảo cha rằng hãy tắm thì được sạch. Người bèn xuống sông Giô-đanh và tắm mình 7 lần theo như lời truyền của người Đức Chúa Trời. Người liền được sạch, và thịt người trở nên như trước, giống như thịt của một đứa con nít nhỏ. Na-aman với hết thảy người đi theo bèn trở lại cùng người của Đức Chúa Trời. Người đến đứng trước mặt Elishe mà nói rằng: bây giờ tôi nhìn biết rằng trên khắp thế gian chẳng có Chúa nào khác hơn Đức Chúa Trời trong Israel. Ấy vậy, tôi xin ông nhậm lễ vật của kẻ tôi tớ ông. Nhưng Elishe đáp rằng: ta chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống là đấng ta phục sự mà thề rằng ta chẳng nhậm gì hết. Na-aman ép nài Elishe nhậm lấy, nhưng người từ chối. Na-aman bèn tiếp rằng: tuy chẳng nhậm lấy, tôi xin ông cho phép người ta ban cho kẻ tôi tớ ông đủ đất bằng 2 con la chở nổi, vì từ rày về sau kẻ tôi tớ ông chẳng muốn dâng của lễ thiêu hay là tế lễ chi cho thần nào khác hơn là Đức Giê-hô-va. Song nguyện Đức Giê-hô-va tha thứ cho kẻ tôi tớ ông điều này: mỗi khi chủ tôi vào trong đền thờ Rimmon đặng thờ lại, thì chống trên cánh tay tôi, nên tôi cũng phải quỳ lại trong đền thờ Rimmon. Vậy khi tôi quỳ lại trong đền thờ Rimmon, nguyện Đức Giê-hô-va tha thứ điều đó cho kẻ tôi tớ ông. Elishe đáp với người rằng: hãy đi bình yên. Khi Na-aman đã lìa khỏi Elishe đi cách xa xa, thì Gehazi, tôi tớ của Elishe, người của Đức Chúa Trời, nói thầm rằng: kìa, chủ ta có dâng thứ cho Na-aman người Syri, không nhậm lễ vật mà người đã đem đến. Ta chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống mà thề, ta sẽ chạy theo người và lãnh lấy vật chi nơi người. Vậy Gehazi chạy theo sau Na-aman. Na-aman thấy Gehazi chạy theo sau mình bèn nhảy xuống xe đi đến đón người và hỏi rằng: mọi việc đều bình an chứ? Gehazi đáp: mọi việc đều bình an. Chủ tôi sai tôi nói với ông rằng: hồi nãy có 2 người trai trẻ là môn đồ của những tiên tri ở núi Ephraim đến. Ta xin ông hãy cho 2 người ấy 1 ta lân bạc và 2 bộ áo. Na-aman nói: xin hãy nhận lấy 2 ta lân. Người cố nài, đoạn để 2 ta lân bạc và 2 bộ áo trong bao, rồi trao cho 2 tôi tớ mình đem đi trước mặt Gehazi. Lúc đã đến trên gò, Gehazi lấy các bao khỏi tay 2 đầy tớ và để trong nhà mình, đoạn cho họ đi trở về. Người bèn ra mắt Elishe chủ mình. Người hỏi rằng: ớ Gehazi, ngươi ở đâu đến? Người thưa rằng: tôi tớ thầy không có đi đâu. Nhưng Elishe tiếp rằng: khi người kia xuống khỏi xe đặng đi đón ngươi, lòng ta há chẳng ở cùng ngươi sao? Rày há có phải lúc nên nhậm lấy bạc, quần áo, vườn olive, vườn nho, chiên và bò, tôi trai và tớ gái sao? Vì vậy, bệnh phung của Na-aman sẽ dính vào ngươi và dòng dõi ngươi đời đời.
Gehazi đi ra khỏi Elise bị tật phung trắng như tuyết. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.